Chương này nói về các số vấn đề về khoa vật lý, tức là ôn là lý thuyết, những lý thuyết cần thiết để chúng ta học này. Thì sẽ nhắc là một số khái niệm mà định lý mà chúng ta sử dụng ha. Tức là chúng ta thấy trên slide đó, cái khái niệm đầu tiên mà chúng ta cần nắm được trong cái bài học của mình. Đó, và áp dụng sau này đó là khái niệm về tần số và bước sóng. Đó, khái niệm tần số và bước sóng. Tần số ha. Như trên slide các bạn thấy đó, tần số là một cái đơn vị nên là hertz. Đơn vị là hertz hay còn gọi là circle by second, tức là số chu kỳ thực hiện trong một giây. Tần số là cái số chu kỳ để nó để tín hiệu mà nó truyền đi, tín hiệu mà nó thay đổi á. Tần số là cái số chu kỳ mà cái tín hiệu ta thay đổi trong giây thì nó gọi là tần số. Mối quan hệ giữa tần số và cái chu kỳ thấy là f thì bằng 1 t, mà t thì chu kỳ là tính đơn vị là giây nha, giây. Cái khái niệm thứ hai đó là hertz, thứ hai là bước sóng. Bước sóng là cái quãng đường ha, đúng không? Bước sóng tức là cái khoảng cách mà khi mà một cái tín hiệu nó lan truyền đi được. Bước sóng là cái khoảng cách mà một cái sóng điện từ nha. Tôi đang nói đây là sao nó sóng điện từ nói chung ha, chứ không phải là sóng sáng không đâu. Tức là bước sóng là một cái khoảng cách mà cái sóng điện từ đó lan truyền được trong một chu kỳ. Đó, tức là chúng ta có quan hệ giữa giữa cái lambda và t ha. Lambda là bước sóng và thứ hai là chúng ta có quan hệ thứ hai là quan hệ t là chu kỳ. Chúng ta biết cái công thức mà chúng ta cơ bản nhất mà ai cũng biết, đó là công thức là s bằng v nhân t. Chúng ta công thức là s bằng v. S bằng s là quãng đường đi, s bằng quãng đường đi bằng v là vận tốc nhân với thời gian. S là bằng v nhân với t. Như vậy thì đối với ánh sáng, đối với sóng điện từ ha, nếu ta truyền trong môi trường mà trên không thì chúng ta có cái vận tốc ánh sáng truyền đó là bằng c, là vận tốc ánh sáng truyền không, hoặc là vận tốc ánh sáng của sóng điện từ truyền trong môi trường là trên không, đúng không? Đó là c. Như vậy thì chúng ta có s thì bằng v nhân với t. Thì trong đó v là c, là vận tốc ánh sáng truyền trong môi trường không, s là quãng đường đi, t là thời gian truyền. Như vậy thì bước sóng là gì? Bước sóng là cái khoảng thời gian, là khoảng quãng đường. Bước sóng là một cái quãng đường mà một cái sóng điện từ nó sẽ lan truyền đi được trong một chu kỳ. Được không? Đó, chúng ta hình dung ha. Bước sóng là quãng đường mà một cái sóng điện từ lan truyền đi được trong một chu kỳ, trong một khoảng thời gian. Đây. Như vậy thì lambda thì bằng c nhân với t lớn. Được không? Mà t lớn thì sẽ bằng là một. T lớn thì bằng 1/f. T lớn thì bằng 1/f. Như vậy chúng ta suy ra là lambda bằng c nhân với t lớn thì bằng c chia cho f. Đó. Thì cái ý này, cái nội cái khái niệm về bước sóng, khái niệm về thời gian, thì bước sóng về khái niệm về chu kỳ, khái niệm về tần số thì chắc ai cũng đã biết qua rồi, học qua rồi. Cái đây tôi chỉ nêu nhắc lại thôi. Đó, và tôi nhấn mạnh cái điểm là giữa chu kỳ, tần số và bước sóng nó sẽ có quan hệ đi liền với nhau.
nó có liên liền với nhau. Và chu kỳ là cái sự thay đổi, chu kỳ là đang xét về thời gian, chu kỳ là xét là sự thay đổi của cái tín hiệu, sự thay đổi của cái tín hiệu hay là của sóng điện từ á, là theo thời gian. Còn bước sóng á, là sự thay đổi của cái sự thay đổi của cái sóng điện từ đó theo không gian. Đó, chúng ta để ý là nó có khoảng thời gian là t, và cái thời gian là z, và lambda tính theo không gian. Được không? Nhớ cái này là, cái là nhắc lại là chu kỳ ha, chu kỳ là khi tín hiệu ta thay đổi theo cái pha của nó thì nó có thể tăng lên và nó giảm xuống, biên độ nó có thể tăng lên và giảm xuống. À, khi nó thay đổi một cái chu kỳ, tức là nó thay đổi một, nó thay đổi tăng lên nó giảm xuống, thì nó quay lại cái giá trị ban đầu, nó thực hiện một cái vòng. Mà khi nó tín hiệu, cái biên độ tín hiệu nó thay đổi để cuối cùng nó quay lại cái giá trị ban đầu. Đó là xét về mặt thời gian. À, còn mét xét về mặt tần số là bước sóng, thì khi tín hiệu nó lan truyền đi thì cái cường độ tín hiệu nó cũng sẽ tăng giảm tùy theo cái vị trí mà chúng ta đang xét, đúng không ạ? Khi lan truyền theo cái tín sóng điện từ thì nó lan truyền theo cái phương z nè, nó truyền đi theo cái phương z nè. Như vậy thì khi nó lan truyền theo phương z thì cái biên độ tín hiệu nó sẽ thay đổi, nó sẽ không bằng nhau tại một cái tại các vị trí khác nhau trên trục Z này, thì cái cường độ của tín hiệu nó sẽ không có bằng nhau, nó thay đổi. Và cái sự thay đổi nó không có thực hiện có quy luật, tức là nó đi, nó tăng lên, nó giảm xuống, rồi nó lại quay tăng lên, rồi nó lại nó lặp đi lặp lại như vậy. Đó, thì cái khoảng cách nha, cái khoảng cách vẫn có cái khoảng cách mà làm cho quá trình nó lặp đi lặp lại, thì nó gọi là bước sóng của tín hiệu. Yeah. Bước sóng của cái sóng điện, sóng ánh sáng, khi người ta nói sóng, bước sóng là người ta nói ánh sáng. Nhưng mà các bạn lưu ý trong cái trường hợp này, thì sóng đây định hiểu là sóng điện từ, bao gồm cả tần số thấp, tần số cao hay là tần số rất cao như ánh sáng đều gọi chung đó là sóng. Được không? Thì chúng ta xét ha, chúng ta sẽ có hai cái miền, ta xét là miền thời gian, miền không gian. Miền thời gian là theo chu kỳ, miền không gian là theo cái bước sóng. Được không? À, hồi nãy tôi có nói đó, nhắc lại chúng ta nhớ ha, tức là bước sóng là gì? Bước sóng là cái quãng đường mà một cái sóng điện từ nó có thể lan truyền được khi trong một chu kỳ, tức là lambda thì bằng c nhân với t lớn, và chúng ta có công thức lambda bằng c chia s, và chúng ta có một số công thức này nó sẽ biểu diễn theo kiểu khác như là lambda nhân s c, đúng không ạ? Rồi, đó là cái công thức đầu tiên, cái khái niệm đầu tiên mà các bạn cần lưu ý để chúng ta sử dụng rất là nhiều sau này. Rồi, cái khái niệm thứ hai đó là tính chất. À, nói về cái ánh sáng thì nó sẽ có hai tính chất. Khi người ta nói ánh sáng thì người ta nói ánh sáng nó sẽ có hai tính chất. Thứ nhất là ánh sáng là sóng điện từ, đó là tính chất sóng. Thứ hai là tính chất hạt. Tính chất hạt tức là ánh sáng thì bao gồm nhiều hạt photon có năng lượng, nó gọi là e chẳng hạn. Tức là gì? Ánh sáng là một dạng sóng điện từ, đúng không? Tính chất có hai tính chất ha. Tính chất sóng tức là nó sóng điện từ. Sóng điện từ tức là sao? Tức là nó cũng sẽ có sự lan truyền. Sóng điện từ là nó sẽ có nghĩa là cái sóng điện từ là nó có tính chất là nó sẽ lan truyền đi, nó sẽ truyền đi. Truyền đi trên cái gì? Truyền đi trên sợi dây dẫn là cấp đồng. Truyền đi trong không gian tự do tức là trên không khí. Truyền đi trong cái sợi quang, thủy tinh, truyền trong nước chứ ha. Tức là nói chung là sóng điện từ là có nói về cái sự lan truyền.
À, và cái sự lan truyền đó nó có quy luật với dạng sóng đúng không? Tức là sóng điện từ đúng không? Tức là cái sự lan truyền đó đang lan truyền giống như sóng đó, tức là nó tăng lên dần cái gợn sóng đó, thì nó gọi là cái tính chất sóng của cái ánh sáng. Cái ánh sáng nó cũng lan truyền và cái cường độ tín hiệu nó cũng sẽ tăng giảm tùy theo cái khoảng cách, tùy theo thời gian nó cũng tăng theo chu kỳ vậy đó. Rồi thứ hai là tính chất hạt nha. Như vậy thì tính chất hạt người ta nói gì? À thì trong ánh sáng người ta nói ánh sáng mặt trời chiếu tới trái đất mình, ánh sáng thì cái bóng đèn nó chiếu ra, như vậy trong ánh sáng nó có gì? Đấy không? Trong ánh sáng nó sẽ có cái gì? Đó, thì cái tính chất hạt nó nói lên rằng thì trong ánh sáng thì nó sẽ gồm có nhiều hạt tử. Và trong cái ánh sáng mà nó phát ra từ từ một cái nguồn sáng nó có thể là mặt trời, nguồn sáng nó là bóng đèn, nguồn sáng nó là con LED. Nguồn sáng thể có thể con laser chứ hạt. Đó, thì cái ánh sáng do cái nguồn sáng phát ra thì nó sẽ gồm trong đó, trong cái nguồn sáng nó có nhiều cái hạt tử. Đó là cái tính chất hạt, tức là có sự rời rạc, nó sẽ có nhiều cái photon, rất là nhiều photon trong cái một cái luồng ánh sáng chúng ta truyền đi. Đó, thì cái tính chất hạt nó nói gì? À, ở trong đây nó thiếu một cái ý. Tôi bổ sung thêm cái ý trên cái slide này. Tôi bổ sung thêm cái slide này, thiếu cái ý ha. À, tính chất hạt nó nói lên rằng tôi bổ sung đây là anh Kim ha. Năng lượng của ánh sáng bằng N nhân với N nhân với N photon thì rõ luôn ha. Năng lượng của một photon rồi được chưa? À, chúng ta có cái tính chất hạt của ánh sáng không? Tính chất hạt của ánh sáng nó sẽ có đặc điểm gì? À, tính chất hạt của ánh sáng là nó sẽ có trong ánh sáng nó sẽ có nhiều hạt. À, như vậy thì ở đây chúng ta xét là nếu năng lượng của ánh sáng hay là năng lượng của một cái chùm sáng bất kỳ chúng ta đang nói, chúng ta đang xét một cái năng lượng ánh sáng thì hỏi ánh sáng này có năng lượng bao nhiêu? Thì câu trả lời là gì? À, thì năng lượng của ánh sáng chúng ta đang nói thì nó sẽ bằng số photon. N photon là số photon nhân với năng lượng của một photon. Tức là ý nói là gì? Ánh sáng sẽ gồm nhiều cái hạt nhỏ cộng lại với nhiều, rất là nhiều cái hạt. Thì năng lượng của một cái chùm ánh sáng đó là tổng số photon đó. Tổng số photon đó nhân với cái năng lượng của một photon thì là năng lượng. Đó là tính chất hạt, ánh sáng có dạng trường hạt. Và cái năng lượng của một photon thì nó bằng cái gì? Đúng không? Thì đây là công thức ha, năng lượng photon thì bằng E thì bằng H nhân F. Trong đó H là cái hạt súp lăng. Hạt súp lăng là 6.625 đúng không? 6.625 nhân 10 thừa trừ 34 joule giây, đó là năng lượng của một, là cái hàng số lăng là H, 6.625 nhân 10 thừa trừ 34 joule giây,
đó là đơn vị của một của hạt cái hạt sóng lăng này nè. F đó là tần số của ánh sáng. F là tần số của ánh sáng. Thì bây giờ năng lượng của một photon thì sẽ bằng là năng lượng của một photon thì bằng H nhân với F. Được chưa? F thì bằng cái gì? F thì bằng đại công thức ha. Tôi điện công thức tại lên chúng ta trên cái slide này chúng ta rõ ha. Tính chất hạt nó nói gì? Tính chất hạt chúng ta sẽ có là lambda nhân với F. Đấy cũng là lambda. Tôi sạc cái này rồi ha. Lambda với F là tính chất hạt nè. Lambda đó. Nhân với F nè bằng C, ok, đây. À. Đây từ chữ lambda, đây giờ cái ký tự ha, cho nó nhanh ha. Lambda nhân với F thì bằng C, C chia N. Okay. Tính chất sóng của ánh sáng nó được biểu diễn bởi cái công thức đó là lambda, đó là bước sóng của ánh sáng nhân với tần số thì bằng C chia cho N. C chia cho N tức là cái vận tốc ánh sáng truyền trong một cái môi trường bất kỳ, môi trường có chiết xuất N. Tại vì C nó chỉ là ánh sáng, vận tốc ánh sáng truyền trong môi trường chân không thôi. Còn nếu mà nói một cách tổng quát thì cái tính chất sóng của ánh sáng á, thì nó sẽ thì lambda nhân với F thì nó bằng C chia cho N, tức là bằng V. Thì rõ luôn, V. Đó là tính chất sóng của ánh sáng nha. Và tính chất hạt thì nó biểu diễn gì? Tính chất hạt tức là cái năng lượng của ánh sáng thì bằng số photon nhân với năng lượng của photon. Và năng lượng một photon thì sẽ bằng HF. Như vậy thì chúng ta thấy có ba cái đại lượng ha, ba cái đại lượng mà chúng ta sẽ để ý, ba cái đại lượng mà chúng ta sẽ ý và chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều. Đó là gì? Năng lượng thứ nhất là photon. Tôi gọi là photon đi cho chúng ta nói nhầm lẫn ha. Năng lượng của một photon thì sẽ bằng H nhân với F. Đó. Và lambda nhân với F thì bằng C chia cho N. Như vậy chúng ta có ba đại lượng là C nè, lambda nè, F nè và năng lượng photon nè. Ba cái đại lượng này là ba đại lượng đặc trưng cho ánh sáng. Khi nói với ánh sáng thì chúng ta có nói là ánh sáng nó có bước sóng và bao nhiêu, ánh sáng nó có tần số và bao nhiêu, hoặc là ánh sáng đó có cái năng lượng photon của ánh sáng nó bằng bao nhiêu. Thì chỉ cần chúng ta nói một trong ba con số này thì có thể suy ra những con số khác nha. Nói năng lượng photon thì chúng ta sẽ suy ra F, nói là F chúng ta suy ra lambda, có lambda chúng ta sẽ suy ra được cái F là photon được, hiểu không? Đó, như vậy thì đó là ba cái đại lượng ha. Khi nói về ánh sáng thì người ta sẽ quan tâm tới ba, để ý tới ba cái đại lượng đó. Như vậy thì khi nào thì người ta quan tâm tới cái tính chất sóng, khi nào quan tâm tới cái tính chất hạt của cái ánh sáng thì câu trả lời là khi nào mà chúng ta quan tâm tới sự lan truyền của ánh sáng, sự lan truyền của ánh sáng thì chúng ta quan tâm tới chất sóng. Sợi sóng là sóng điện từ, có là sóng là tính là có sự lan truyền năng lượng mà. Khi nào quan tâm tới sự lan truyền truyền đi thì chúng ta quan tâm tới chất sóng. Khi nào chúng ta quan tâm tới năng lượng của ánh sáng, khi nào chúng ta quan tâm tới năng lượng, quan tâm tới cái sự chuyển đổi, biến đổi năng lượng từ năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện chẳng hạn. Khi nào quan tâm có sự năng biến đổi khái niệm năng lượng thì chúng ta quan tâm đến chất hạt. Được chưa? Đó, thì trong quá trình học ta sẽ sử dụng hai cái khái niệm này. Rồi tiếp nha. Một khái niệm tiếp theo đó là khái niệm phổ sóng điện từ. Phổ sóng điện từ tức là cái sóng điện từ chúng ta nó sẽ có rất là nhiều sóng điện từ. Thì bây giờ để có thể phân loại nha, và để phân loại hay là chúng ta có thể sử dụng các sóng điện từ này một cách hiệu quả
thì người ta mới 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 tạo mẻ mẻ trên cái trục về để một cái xác nhận ghi nhận các sóng điện từ của mình trên một cái trục theo tần số, theo tần số hay là theo bước sóng gì cũng được nha. Tức là người ta sẽ biểu diễn các tín hiệu sóng điện tử của mình trên một cái biểu đồ, một cái trục mà được. Đó, thì cái tần sóng điện từ chúng ta sẽ thay đổi từ cái giá trị zero không, tức là tín hiệu DC, cho tới cái tần số rất rất là lớn, giống như là ánh sáng và tới tia X, tia gamma gì đó, đúng không? Chúng ta có được những cái tia sáng có tần số rất rất là lớn, giống như cái những cái tia 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 X-quang, đúng không? Chụp X-quang này, chụp tia gamma như phóng xạ nữa ha. Đó thì nó là cũng là sóng điện từ ha. Nó cũng là sóng điện từ nhưng mà nó phát ra tần số rất là lớn. Đó thì trên cái sổ sóng điện từ này chúng ta thấy là cái sóng điện từ chúng ta được phân loại rất là nhiều cái vùng bước sóng khác nhau, vùng vùng tần số khác nhau. Các bạn thấy là VLF này, Very Low Frequency đúng không? Low LF là Low Frequency, M là giữa là Middle đúng không? Frequency ha, hai là H, Frequency đúng không? Còn U là Ultra 2, rồi Extreme 2 vậy đó. Trong này có nhiều tần số. Thì cái ánh sáng chúng ta nó sẽ nằm ở tần số nào? Đúng không? Ánh sáng chúng ta sẽ nằm ở nào? Thì ánh sáng chúng ta sẽ nằm ở tần số rất là lớn so với cái tần số sóng điện từ mà chúng ta học trong vô tuyến á. Xong học vô tuyến chúng ta có cái đài radio đi, FM. Đài FM chúng ta có tần số là 99,9 MHz, đúng không? Có hàng MHz, đây, 100 MHz. Rồi, mà nếu mà chúng ta truyền tần số cao hơn, chúng ta sẽ có những cái sóng của mobifone đi nha. Mobifone chúng ta có tần số ban đầu là tần số 900 MHz hoặc là tần số 1800 MHz nha. Còn sóng sóng V3 nó có tần số lớn hơn nữa nhưng nó ở hàng ghi hàng ha. Cái sóng mà sóng dùng cho vô tuyến, dùng V3 di động ở cái tần số khoảng ghi ra hẹn, sóng dùng cho cái radio mà người ta học dân dụng á thì nó mê ra hẹn. Còn cái sóng mà chúng ta dùng cho ánh sáng, cái ánh sáng mà chúng ta sử dụng được trong thông tin quang thì nó ở hạt T ra hẹn, tức là nó sẽ rất là lớn, lớn cả ngàn lần so với ghi ra hẹn T ra hẹn. Thì cụ thể các bạn sẽ học thấy là tần số mà chúng ta nhiều sử dụng nhiều trong kỹ thuật ghép kênh cho bước sóng đó là 193.1 đúng không? 193.1 THz. Đó là tần số mà truyền trong cái thông tin quang của mình. THz. Đó, thì cái hình vẽ sóng bộ cái sóng điện từ này nó sẽ có cái mấy cái điểm lưu ý nha. Cái lưu ý tức là ánh sáng chúng ta sẽ có ánh sáng thấy được ha, chúng ta thấy vùng ánh sáng thấy được hay là ánh sáng khả kiến. Ánh sáng thấy được là ánh sáng khả kiến, có thể thấy được nó có thay đổi tần số bước sóng ha. Đối với ánh sáng thì người ta hay dùng bước sóng hơn là dùng tần số, đúng không? Thì đối với ánh sáng mà thấy được á thì nó có bước sóng thay đổi từ 0,4 micromet tới 0,8 micromet, 4 tới 0,8 micromet, hay là 400 nanomet tới 800 nanomet, dùng đơn vị nào cũng được. Thì trong cái ánh sáng mình thấy được thì nó tương ứng với 7 màu, đúng không? 7 màu chúng ta học là đỏ, đỏ, cam, bỏ 7 mắt để sách vào vòng á, đỏ, đỏ, cam, vàng, đục, lam, tràm, tím, 7 màu đúng không? Thì màu đỏ thì nó sẽ tương ứng với bước sóng khoảng 800 nanomet, 0,8 micromet ở đây. Còn màu tím thì nó sẽ nằm ở khoảng 0,4 nanomet, 0,4 micromet hoặc là 400 nanomet. Còn đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím thì đỏ là đây, đỏ, cam thì nó sẽ nằm
bạn nhích cái từ đỏ, cam, vàng, lục, lam, vàng, tím, hiện đầu nó tương ứng với lại cái bước sóng ta nó sẽ giảm dần, đúng không ạ? Vậy thì trong ánh sáng mà chúng ta thấy được, chúng ta thấy được là trong từ 400 tới 800 nanomet thì cái vùng mà lớn hơn cái 800 nanomet và là vùng hồng ngoại, ngoại là phía ngoài, ngoài cái phần phía màu hồng là vùng đỏ đó, còn vùng mà nhỏ hơn 400 nanomet thì gọi là vùng cực tím, là vùng tử ngoài, tử ngoài. À, thì cái ánh sáng mà dùng trong thương quang mà chúng ta sử dụng ngày nay, sử dụng trong cái việc truyền dẫn ánh sáng và sợi quang thì người ta sử dụng là ba cái cửa thủ sóng. À, như trên slide mình thấy đó, ánh sáng dùng trong cái thông tin quang có ba bước sóng là 850, 1300, 1550 nanomet. À, đây là ba cái buồng ánh sáng, ba buồng ánh sáng mà chúng ta, ba cái cửa sổ bước sóng mà chúng ta sử dụng trong thông tin quang. Và các bạn để ý là trong ba cái bước sóng mà chúng ta sử dụng mà được ghi nhận trên cái hình vẽ này, nó đều nằm ngoài cái vùng ánh sáng được hết, đúng không? Tức là nó lớn hơn cái vùng ánh sáng được. Và khi nó lớn hơn cái vùng ánh sáng được, tức là chúng ta không thấy. Nha, tức là nó nằm ngoài vùng ngoài, nếu cái sóng điện từ hay nói chung ha, hoặc là ánh sáng mà nó đi đó mà có cái bước sóng nằm ngoài cái vùng bước sóng của ánh sáng thấy được thì mắt thường chúng ta không nhận biết được. À, chúng ta có thể đo được cái cường độ nhưng chúng ta không thấy được ánh sáng đó, tại vì nó nằm ngoài cái vùng chúng ta, mắt chúng ta cảm nhận. Thành ra chúng ta lưu ý rằng ba bước sóng này sử dụng con quang đều không thấy được hết. Nếu không thấy được thì chúng ta cũng đừng có cố mà đi tìm, đúng không? Trong quá trình chúng ta hành, chúng ta làm việc trên thiết bị quang, chúng ta đừng có đi ngó vô trong mấy cái nguồn quang xem ánh sáng do cái con laser phát ra nó có màu gì, đúng không? Ánh sáng nó phát ra lớn hay nhỏ, thì thật ra do nó không thấy được, thật ra cho dù cái công suất ánh sáng phát ra lớn hay nhỏ để chúng ta đều không thấy hết, không cảm nhận được cái sự tồn tại của cái ánh sáng đó, tại vì mắt nó không cảm nhận được mà. Nó mắt chúng ta không cảm nhận thì chúng ta sẽ không xác nhận là nó có tồn tại hay không. Đó, còn mấy cái laser mà các bạn thấy là người ta dùng để chiếu trên slide, đúng không? Người ta thuyết trình, người ta dùng những cái laser để chiếu đó, thì cái ánh sáng mà dùng để laser mà tạo ra đó, để dùng trong cái dụng cụ trình chiếu á, thì nó sẽ nằm ở cái vùng bước sóng là gần với lại 0,8 micromet này, nó nằm đây nè. À, ánh sáng mà do cái con laser mà người ta hay sử dụng á, 700 mấy đó, 750 tới 800 nanomet thì nó sẽ nằm. À, thì nó phát ra ánh sáng đỏ để chúng ta thấy trình chiếu chỗ nào thì lại ánh sáng thấy được. Còn cái con laser dùng trong thông tin quang thì nó sẽ phát ra ánh sáng không thấy được. Nhớ tôi chuyện đó ha. Rồi, tiếp ha. Đó là những cái nhận định hồi nãy tôi nói, thì có đưa lên cái slide. Tóm tắt cái slide này thấy đó. Thì ánh sáng thấy được chiếm phổ từ 380 nanomet đến 780. Thì có tài liệu thì ghi là 380 tới 780, có tài liệu thì ghi là 400 tới 800 nanomet. Cái nào cũng được hết. À, cũng tương đối gần đúng thôi. Không cần nhất thiết phải chính xác đâu ha. Rồi. Ánh sáng không thấy được ha. Ánh sáng dùng phản quang là không thấy được ha. Và ba bước sóng 850, 1300. Rồi nhá ha. Rồi, một số lĩnh vực khác liên quan tới cái môn học của mình đó là chiết xuất môi trường. Ý nghĩa của chiết xuất môi trường là gì? Tức là nếu chúng ta lấy cái ánh sáng á, mà chúng ta cho nó truyền đi, chúng ta lấy ánh sáng, chúng ta truyền đi trong các môi trường khác nhau, thì chúng ta thấy là vận tốc truyền sẽ khác nhau. Vận tốc truyền khác nhau, tức là cái quãng đường truyền sẽ khác nhau, tức là chúng ta nhớ là S bằng V nhân T mà.
nếu trong cùng một khoảng thời gian như nhau đó, thì chúng ta cùng một nguồn sáng phát qua giống nhau, phát đi trong một khoảng thời gian như nhau, nhưng mà môi trường truyền khác nhau, thì cái quãng đường nó truyền đi, nó lan truyền đi nó sẽ khác nhau. Mà quãng truyền nó đi khác nhau là do cái gì? Do vận tốc ánh sáng truyền trong các môi trường là đang xét khác nhau đó, không giống nhau. Đó, thì đó có một số cái loại môi trường tiêu biểu mà chúng ta có thể hay gặp trong cái cuộc sống của mình. Đó là vận tốc ánh sáng ha. Đó là môi trường đang thấy là khí nè, môi trường nước nè, môi trường thủy tinh nè. Thì ánh sáng nó lan truyền trong môi trường không khí thì nó sẽ như thế nào, lan truyền trong môi trường nước nó như thế nào, lan truyền trong môi trường thủy tinh thì nó như thế nào. Đó, thì có thể để biểu diễn cái sự khác nhau, để biểu diễn cái sự khác nhau giữa cái môi trường truyền, cái vật chất khác nhau, không khí nó khác nước ở chỗ nào, nước nó khác thủy tinh ở chỗ nào, thì người ta đặt ra một khái niệm gọi là chiết xuất của môi trường. Nha, chiết xuất môi trường N được bằng C chia cho V, đó là C là vận tốc truyền trong môi trường chân không, đúng không? Thì C là vận tốc lớn nhất à, không có vận tốc nào mà lớn hơn C hết trơn á. Đó, và V tức là V sẽ nhỏ C, như vậy thì C chia cho V thì nó sẽ lớn 1. Như vậy thì chiết xuất bao giờ cũng lớn hơn 1 hết, lớn hơn bằng. À, tức là nếu môi trường chúng ta đang xét là môi trường không chân không thì chiết xuất nó sẽ bằng 1. À, nếu chúng ta xét cho môi trường không khí thì chiết xuất nó gần bằng 1, nó lớn hơn 1 nhưng mà nó gần như bằng 1. Các bạn thấy trên slide đó là 1.00029 đúng không? Nó lớn hơn, tức là truyền cho môi trường không khí nó hơi chậm hơn chút xíu so với chuyện môi trường không. Rồi, cái thứ hai là nước thì có môi trường có chiết xuất là 1.3 nanomet ha, không 1.3 được không đơn vị ha, nhắc lại là cái chiết xuất của môi trường là không có đơn vị nha, chiết xuất môi trường của nước là 1.33 và chiết xuất của thủy tinh thì là 1.48, chiết xuất môi trường của thủy tinh là 1.48. Chúng ta quan tâm tới thủy tinh là gì? Tại vì ánh cái sợi quang mà sử dụng trong thông tin quang á là nó được gọi là thủy tinh. Ra chúng ta sẽ để ý cái con số là chiết xuất của cái thủy tinh thì nó sẽ bằng 1.48. À, tức là cái vận tốc ánh sáng truyền trong thủy tinh thì nó sẽ chậm hơn so với vận tốc ánh sáng truyền trong môi trường không khí và môi trường chân không á là 1.48 lần. À, chúng ta hay nói nhiều cách khác nhau đúng không? À, chiếc thủy tinh nó là cái môi trường có cái chiết xuất 1.48, hoặc là thủy tinh là một cái môi trường mà cái vận tốc ánh sáng truyền trong cái thủy tinh nó sẽ thấp hơn cái vận tốc truyền ánh sáng trong chân không là 1.48 lần. Nha, có nhiều cái cách nói về cái gì xuất này. Rồi, cái khái niệm tiếp theo đó là lượng lực phản xạ thành phần. À, đây là cái ứng dụng của ông John Stendhal mà bữa trước hôm qua tôi có nói đó. Đó là ông John Stendhal là người đưa ra cái luật phản xạ thành phần. Thì ý nghĩa của định luật phản xạ thành phần là gì? Đó là khi ánh sáng chiếu tới một phân cách của một cái mặt phẳng, ta có mặt phẳng ha. Khi cho ánh sáng truyền tới mặt phân cách của một phẳng thì tia sáng đó nó sẽ phân thành hai tia. À, một tia nó sẽ truyền xuyên qua cái sợi quang luôn, tia nó sẽ truyền xuyên qua cái môi trường luôn, truyền xuyên qua môi trường luôn. À, một tia thứ hai nó sẽ dội lại cái môi trường đang xét đang truyền. À, một cái tia nó chiếu tới mặt phân cách này nó sẽ dội ngược lại. Một tia thứ hai là nó sẽ xuyên qua cái môi trường đang xét đang mặt phân cách với hai môi trường luôn. Thì cái điểm lưu ý là cái góc tới. À, hai cái tia nó được tạo ra thì nó sẽ có cái góc, nó sẽ phản xạ như thế nào và nó xuyên qua như thế nào, thì cái sự truyền lan truyền của nó sẽ được đánh giá ha.
nó được xét. À, chúng ta thấy về cái góc của cái hai cái tia này thì người ta thấy nó là cái tia phản xạ thì bao giờ cũng bằng tia tia tới, tia phản xạ tia tới lambda 1 thì bằng lambda 1 phát, rồi lambda 2 thì nó sẽ không bằng lambda 1, theta ha, theta 2 góc này góc theta ha, theta 2 nó sẽ không có bằng theta 1 đó, tức là cái hai góc này không bằng nhau. À, như vậy thì góc theta 2 và theta 1 thì cái nào lớn hơn? Cái nào lớn hơn cái nào? Cái nào lớn hơn cái nào? Thì à, nó tùy thuộc vào một cái chiết xuất của N1 và N2. Cái tương quan giữa theta 1 và theta 2 này nó có công thức. À, công thức đó là gọi là công thức Snell. À, công thức đó là công thức Snell. Như vậy thì cái góc theta 1 và theta 2 này nó sẽ có mối quan hệ với nhau theo cái công thức mà chúng ta thấy trên slide đó, tức là N1 tức là chiết xuất chứa môi trường tia tới nhân với sin của theta 1 thì bằng N2 nhân với sin theta 2. À, đó là cái công thức theo cũng gọi là công thức Snell. Snell là một cái người nhà bác học ha. À, tên là Snell và ông ta nghĩ đưa ra cái định luật này, cái công thức này. Để chúng ta sẽ dùng công thức này để chúng ta xác định được cái góc theta 1 là chúng ta đo được đúng không? Cái tia tới là cái tia chúng ta điều khiển được. Chúng ta chiếu được một phân cách thì chúng ta xác định được theta 1 đo được. Như vậy thì cái câu hỏi đặt ra là cái góc theta 2 này nó sẽ xuyên qua cái lớp phân cách đó theo hướng nào? Tức là nó sẽ gần cái phương vuông góc hay là nó xa cái phương góc? À, phải là phương góc nè, cái tia này nó sẽ bó vô trong hay là nó giãn ra ngoài, yeah. À, thì do cái gì? À, do sự tương đoan giữa N1 và N2. Như vậy thì từ công thức này em thấy là nếu mà N1 lớn hơn N2 thì theta 1 nhỏ hơn theta 2, và ngược lại nếu N1 và nhỏ N1 nhỏ N2 thì theta 1 lớn hơn theta 2, hai nó ngược nhau. Đó là công thức Snell ha. À, cái ta đang tiếp nối công thức Snell này là định luật phản xạ tạo phật. Như vậy thì bình thường một cái tia tới nó sẽ chiếu tới mặt phân cách thì nó sẽ có hai tạo ra hai tia sáng, một cái tia phản xạ lại một tia tụt đi. Như vậy thì xét về mặt năng lượng. À, xét về năng lượng thì cái ánh sáng đó khi nó chiếu tới mặt phân cách này thì năng lượng ánh sáng nó tách ra làm hai, nó truyền đi theo hai hướng khác nhau, một cái hướng là truyền xuyên qua luôn, một cái hướng là dội vượt về, con công suất ánh sáng nó bị phân tán thành hai luồng ánh sáng khác nhau. Rồi cái hiện tượng tán phạt thành phần là gì? Hiện tượng phản xạ thành phần là hiện tượng mà khi chúng ta chiếu ánh sáng tới mặt phân cách này thì cái ánh sáng đó nó dội hoàn toàn về cái môi trường phía tia tới, chiếu năng lượng tới phân cách này nó dội năng lượng sáng hoàn toàn dội ngược về cái môi trường là tức là không có tia khúc xạ nữa, đúng không? Tức là hiện tượng tạo thành phần là hiện tượng mà ánh sáng nó truyền tới cái mặt phân cách nó phản xạ thành phần, tức là nó dội ngược về hết về cái môi trường đang quan sát, tức là không có tia khúc xạ. Đó là hiện tượng phản xạ thành phần. Và xét về mặt năng lượng là gì? À, xét về năng lượng là có bao ánh sáng này có bao nhiêu cái năng lượng khi nó chiếu tới mặt phân cách này thì các năng lượng nó đều dội đều phản xạ là hết, tức là nó vẫn truyền đi tiếp theo cái phương phản xạ này. Năng lượng nó không bị mất mát đi do nó truyền xuyên qua. À, có bao nhiêu năng lượng nó sẽ truyền tiếp đi hết và nó sẽ truyền đi. À, đó là cái ý nghĩa của định luật phản xạ thành phần là gì? Năng lượng ánh sáng nó được bảo toàn. Năng lượng ánh sáng nó sẽ được bảo toàn khi cái hiện tượng phản xạ thành phần xảy ra. Còn nếu không phải điều kiện phản xạ thành phần thì năng lượng nó sẽ chia làm hai. Năng lượng nó không được bảo toàn, một hướng phản xạ lại một hướng. Như vậy thì cái điều kiện để xảy ra hiện tượng phản xạ thành phần là gì? À, điều kiện để xảy ra hiện tượng phản xạ là gì? Có hai điều kiện.
Thì kiểu thứ nhất là chiết xuất, chứa cái môi trường chứa tia tới nè, chiết xuất có chứa tia tới nè, tức là N1 nó sẽ lớn hơn cái chiết xuất của chứa tia phản xạ, chứa tia khúc xạ nè, tức là mặt phẳng mà cái chiết xuất của cái mặt bên cạnh á. Thì điều kiện đầu tiên là chiết xuất của môi trường chứa tia tới nó phải là N1 lớn hơn chiết xuất của môi trường mà phân cách đó, cái luồng thứ hai đó, N1 phải lớn. Và thứ hai là cái góc theta 1 này, góc theta 1 này nó phải lớn hơn một cái góc tới hàng nào đó, góc lớn hơn một cái góc giới hạn nào đó thì gọi là góc theta C. Muốn cho cái tia này nó phản xạ thì cái góc này nó phải lớn, cái góc giữa hai cái tia tới này và cái trục tung tiếp tuyến này nè, phương pháp tuyến nè, cái góc này nó phải càng lớn lên. Góc theta 1 này lớn hơn một góc theta C nào đó thì nó mới phản xạ. Còn nếu góc theta 1 này mà nhỏ hơn theta C thì không thể đâu. Tức là nó phải phá cả hai này. Chưa? Rồi. Nha. Rồi, như vậy góc theta C này xác định sao? Đúng không? Làm sao tôi biết cái góc theta C bằng bao nhiêu để tôi có thể thỏa mãn cái điều kiện là theta T1 đến theta C. Thì trong cái công thức bên cạnh chúng ta có ghi nhận ha. Theta C là góc tới hàng thì sin của theta C bằng N1, N2. Thì trong đó là N2 là môi trường chứa, môi trường mà có cái mặt phẳng phản xạ đó. Đúng không? Và N1 là môi trường chứa cái tia tới đó. Thì chúng ta thấy là N2 thì nó sẽ nhỏ hơn N1, điều kiện ban đầu N2 nhỏ hơn N1, chúng ta N2 chia N1 nó là một số nhỏ hơn 1. Tương với sin đúng không ạ? Sin theta C thì nó sẽ là một số nhỏ hơn 1. Được không? Đó là định luật phản xạ thành phần ha. Chúng ta sẽ nhớ định luật phản xạ thành phần là cái góc theta 1 phải lớn hơn theta C. Và trong đó sin theta C và N2 chia. Và trong cái thông tin quang người ta sẽ ứng dụng cái hiện tượng phản xạ thành phần này để người ta chế tạo ra sợi quang. Dùng hiện tượng phản xạ thành phần này để chế tạo ra sợi quang và đừng để nó truyền ánh sáng vào sợi quang. Và tại sao nó được sử dụng? Tại vì người ta tận dụng được cái đặc tính của hiện tượng phản xạ thành phần á. Thì khi xảy ra hiện tượng phản xạ thành phần thì năng lượng ánh sáng được bảo toàn theo cái hướng truyền, đúng không? Chúng ta muốn truyền đi thì có bao nhiêu năng lượng thì nó dội lại hết, tức là năng lượng nó không mất đi. Còn nếu mà không xảy đường nguyên phương tác phần thì năng lượng nó sẽ bị phân làm hai, tất không còn cái bảo tàng năng lượng. Đúng không? Đó là những cái khái niệm về vật quan ha, về vật lý ha. Và chúng ta sẽ ứng dụng cái hiện tượng phản xạ thành phần này trong cái cấu tạo sợi quang, chế tạo ra sợi quang. Và chúng ta sẽ mở qua cái slide của chương số 2. Sợi quang, chúng ta coi cái sợi quang được cấu tạo như thế nào. Đó là chương số 2 về sợi quang ha. Bạn có slide số 2 không? Đây là cái chương số 2 ha. Có một số cái nội dung. Rồi, tôi để các bạn tự xem nha. Phần này tôi nghĩ là chúng ta đã học rồi, nó cũng không có gì khó lắm đâu. Chúng ta mở ra xem ha. Một xíu tôi hỏi ha. Các bạn coi cái sách, coi trên slide được ha. Và mở chương số 2 lên. Chúng ta sẽ coi về cái cấu trúc của sợi quang. Rồi, cấu tạo ha. Rồi, chúng ta coi về cái phần khổ lô số ha. Ví dụ đúng không? Rồi, các bạn coi từ đầu cho cái slide này, và từ đầu cho tới hết phần khổ lô số nha.
Rồi, ta mở slide ra coi ha, ôm lại kiến thức cũ nha. Tôi cho các bạn 10 phút để coi bạn này ha. Sau 1 phút nữa tôi sẽ hỏi. Thấy chưa? Rồi, coi nha.